Này, thì tính năng Cruise Control trên ga tự động á, sẽ giúp cho các bạn lái xe ở những khu vực đường trường một cách dễ dàng mà không cần phải đạp chân ga liên tục. Và mình là Khánh, hiện tại là tư vấn bán hàng tại nhà phân phối Mitsubishi Phương Nguyên. Nếu các bạn muốn trải nghiệm và lái thử các dòng sản phẩm của Mitsubishi thì các bạn có thể để lại bình luận phía dưới hoặc là các bạn ấn vào đường link hoặc có thể gọi số trực tiếp cho Khánh tại phần mô tả của video. Thì Khánh sẽ giúp cho các bạn có những trải nghiệm thú vị cho các dòng sản phẩm để các bạn có những sự lựa chọn, những quyết định tốt nhất cho việc quyết định mua xe của mình. Rồi, thì Khánh sẽ đi vào cái phần nội dung chính của video ngày hôm nay, đó là nút Cruise Control hay là chân ga tự động. Này, thì tính năng Cruise Control chân ga tự động á, sẽ giúp cho các bạn lái xe ở những khu vực đường trường một cách dễ dàng mà không cần phải đạp chân ga liên tục ha. Thì theo nguyên tắc bình thường chúng ta đi ở vị trí D chúng ta phải đạp chân ga và giữ cái vị trí chân ga ngay cái tốc độ hiện tại chúng ta thì xe nó mới chạy. Còn nếu mà chúng ta nhấp thả chân ga hoặc là chúng ta đạp chân ga thì tốc độ và tốc độ nó cũng sẽ tương ứng với lại cái việc đó. Thì Cruise Control là một tính năng điện tử và hoàn toàn tự động giúp chúng ta lái xe một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Cruise Control khi chúng ta kích hoạt rồi á thì cái tốc độ mong muốn chúng ta, ví dụ như đi đường cao tốc là 80 thì chúng ta không cần phải đạp chân ga liên tục nữa hoặc là giữ chân ga nữa, mà chúng ta chỉ cần đạp lên 80 và kích hoạt cái hệ thống này làm việc thì xe chúng ta sẽ auto chạy đúng 80 km trên giờ cho các bạn. Và các bạn cũng thế thao tác trực tiếp để tăng cái tốc độ set hiện tại của cái xe này từ 80 lên 90 lên 100 hoặc là giảm xuống tùy thích cho các bạn ha. Thì Khánh sẽ hướng dẫn các bạn thao tác sử dụng cái Cruise Control trên dòng xe Xpander. Xin mời các bạn vào phần video. Rồi, ở phía đây ha, đây là biểu tượng của Cruise Control các bạn. Đây là cái bộ phím để chúng ta sử dụng Cruise Control này, chân ga tự động đây ạ. Nút này thì chúng ta sẽ ấn để chúng ta kích hoạt chế độ ha. Ở à đây, đã được kích hoạt rồi các bạn. Chúng ta chỉ ấn một lần và hệ thống đã hiểu là đang chờ chúng ta set cái tốc độ ha. Yếu tố cần đó là chúng ta phải mở này rồi. Yếu tố đủ ha. Đủ là chúng ta phải chạy trên tốc độ hơn hơn 40 km trên giờ thì chúng ta mới kích hoạt được cái chế độ này giữ tốc độ cho các bạn ha. Có nghĩa là chúng ta đạp chân ga lên 40, ngoài qua 40 ha. Ví dụ như chân ga cái biểu tốc độ này nó đang vị trí 60 nha các bạn, Khánh đang ví dụ nha, thì chúng ta sẽ gạt cái lẫy này xuống nút set này thì cái tốc độ của chúng ta sẽ giữ đúng 60 luôn, đúng 60 luôn, và chúng ta không cần phải giữ chân ga nữa. Và cái kim hiển thị tốc độ này nó sẽ giữ đúng y tắc đúng như 60 cho các bạn. Các bạn có thể set cái vị trí này lên hoặc xuống như nãy Khánh nói bằng cách là thao tác cộng trừ ở trên này ha. Chúng ta có thể cộng, cứ mỗi lần cộng sẽ tương đương gần như là 1 km trên giờ, lấy 5 lần thì có thể là lên 65 km. Cái kim báo tốc độ này nó cũng sẽ nhỉnh lên cho các bạn ha. Rồi xuống cũng vậy. Để hủy tính năng này ha, chúng ta sẽ có 3 cách. Một là chúng ta bấm nút cancel ở đây ha. Hai là chúng ta sẽ đạp vào chân thắng. Ba là chúng ta sẽ tắt hoàn toàn cái tính năng này luôn ha. Rồi, ở trong trường hợp chúng ta cancel và đạp chân thắng á, chúng ta có thể reset lại cái tốc độ lúc lúc trước đó. Ví dụ như trước đó Khánh đã set ở vị trí là 60 đi chẳng hạn ha. Khánh bấm cancel và bỏ cái vị trí set đó. Chúng ta có thể reset lại bằng cách nút này ha, reset lại thì cái tính năng Cruise Control sẽ set lại cái tốc độ ban nãy cho các bạn là quay lên 60. Ví dụ như đang chạy ở dưới 50 thì sẽ tự động lên chạy lên 60, còn hoặc là đang chạy cao hơn thì có thể quay lại cái tốc độ ban đầu cho các bạn. Việc này sẽ giúp cho các bạn lái xe rất là thuận tiện và cái tốc độ chúng ta mong muốn cũng được ổn, rất là ổn định ha. Và giúp, và đặc biệt là khi cái lượng ga chúng ta ổn định rồi á thì cái phần nhiên liệu chúng ta sẽ rất là tiết kiệm, loại trừ cho cái việc chúng ta đạp chân ga quá quá hỗn và cái lượng nhiên liệu tiêu hao sẽ rất là nhiều ha.
Và vừa rồi là video hướng dẫn các bạn sử dụng Cruise Control chân ga tự động cho dòng xe Xpander. Các bạn có những ý kiến đóng góp cho video hoàn thiện hơn có thể để lại bình luận phía dưới. Cảm ơn các bạn đã xem video và lắng nghe phần chia sẻ của Khánh. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Khánh một lượt like, một lượt share và nhớ đăng ký kênh ở biểu tượng phía bên dưới. Và có thể xem những phần video hướng dẫn sử dụng cái dòng xe Xpander ở ngay phía bên tay trái của Khánh đây ha. Này, này. Ấn vào để xem nha các bạn.